Tuyệt đối là không sao đâu con. Lần sau chắc chắn con sẽ làm được. Hoặc là không sao đâu con, mẹ tin con sẽ làm được. Thì sẽ khiến bé sẽ có suy nghĩ là không làm sẽ tốt hơn. Tại vì mình không làm á thì sẽ không có thất bại cũng như là không có thành công. Xin chào mọi người, chào ba mẹ và chào các bạn. Tôi là thầy Minh Em, giáo viên của câu lạc bộ IFT Việt Nam. Thì ở video lần trước thì thầy Minh Tuấn cũng có chia sẻ về cách làm sao để bé có thể tiếp cận mục tiêu một cách gần nhất đối với mong muốn của ba mẹ. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ tiếp làm sao cách thì bé tiếp tục làm khi bé gặp khó khăn hoặc thất bại. Thông thường thì ba mẹ cũng thấy đó là về việc bé làm một việc gì đó mà bỗng dưng bị thất bại hay là không có sự thành công thì bé trở nên nản đi và không muốn làm nữa. Cho dù mình có năn nỉ đến cỡ nào thì bé cũng không có chịu làm. Cho nên hôm nay tôi cũng chia sẻ cách làm sao để bé có thể tiếp tục làm và không bỏ cuộc. Cho nên ba mẹ theo dõi nhé. ATL hiện tại có hơn 3.000 học viên đang theo học tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Kênh YouTube của chúng tôi chia sẻ những kinh nghiệm dạy trẻ một cách hiệu quả mà chúng tôi đã áp dụng. Trong quá trình tiếp xúc và chơi với trẻ, tôi sẽ chia trẻ ra làm hai nhóm tính cách. Số 1, đối với trẻ mang tính tích cực và lạc quan. Tôi nói ví dụ cho ba mẹ dễ hiểu. Bé có tham gia một giải thi đấu bóng đá trong trường chẳng hạn, mà lỡ như bé bị thua cuộc hoặc là bị thất bại thì lúc này bé cảm giác rất là mất tinh thần. Cho nên ba mẹ chỉ cần nói là không sao đâu con, lần sau chắc chắn con sẽ làm được. Hoặc là không sao đâu con, mẹ tin con sẽ làm được. Cho nên cách động viên này thì bé trở nên có động lực hơn và thực hiện tiếp. Tuy nhiên khi áp dụng trường hợp này đối với trẻ mang nhóm tính cách số 2 thì sẽ khiến cho bé sợ hơn. Việc nói là không sao đâu con, lần sau chắc chắn con sẽ làm được. Hoặc là không sao đâu con, mẹ tin con sẽ làm được. Thì sẽ khiến cho bé có một áp lực rất là lớn. Và bé sẽ có suy nghĩ là nếu như mình không làm sẽ tốt hơn. Tại vì mình không làm á thì sẽ không có thất bại cũng như là không có thành công. Cho nên thì ba mẹ hãy đồng cảm với bé và hãy dùng cách động viên và hãy nói là không sao đâu con, việc này khó mà, đôi khi ba mẹ khó thể làm được, cho nên con hãy cố gắng lên nhé. Như vậy bé sẽ có động lực và cố gắng thực hiện tiếp. Thì ba mẹ hãy xem và quan sát bé nhé. Nội dung của chúng tôi đến đây là hết. Nếu ba mẹ thấy hay và bổ ích thì hãy like, share và đăng ký kênh nhé. Trường hợp mà ba mẹ áp dụng có hiệu quả hay không thì ba mẹ cũng comment bên dưới và chia sẻ với câu lạc bộ. Thì Amitia hiện tại có lớp bóng đá và lớp chia tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Amitia với mục tiêu giáo dục là giúp cho trẻ có năng lực cần thiết để thành công. Ba mẹ đồng cảm với quan điểm của câu lạc bộ thì hãy liên hệ và đăng ký cho bé học nhé. Video đến đây là hết. Tạm biệt mọi người.